Những người mà bị những cái chứng bệnh tâm lý, chứ là bị trầm cảm, bị hoang tưởng, rồi thậm chí rơi vào tâm thần là do cái tần suất suy nghĩ của họ quá khủng khiếp. Và một số triệu chứng mà bạn có thể nhìn thấy là mắt họ lúc nào cũng láo liên, hay là mắt họ đờ đẫn, nhìn họ phờ phạc, không có thần lực. Nói một cách khác là một người có thần lực là một người có cặp mắt rất là yên định, và có một cái phong thái bên ngoài cũng rất là yên định, tại vì họ không cần lo lắng nhiều, họ mặc kệ những gì sắp xảy ra, tại vì họ có niềm tin rằng họ đủ sức để mà ứng phó. Còn khi mà chúng ta không có đủ niềm tin vào bản thân của mình, cho nên là chúng ta đã lo lắng chuẩn bị trước, tìm mọi cách để mà ứng phó trước. Nhưng mà nhiều khi những cái suy nghĩ của chúng ta nó quá sức là dư thừa, là tại vì nó đã không xảy ra. Những sự tiên đoán của chúng ta là sai bét. Chúng ta tưởng tượng nhiều quá, chúng ta lo lắng nhiều quá mà nó không xảy ra. Là do chúng ta sợ hãi. Mà sợ hãi là do thiếu niềm tin nơi bản thân, thiếu kỹ năng ứng phó, thiếu sức chịu đựng. Những người mà họ không rơi vào vũng lầy khổ đau á, không phải tại vì họ không có những khó khăn, mà họ có một cái khả năng ứng phó, mà kể cả cái cách ứng phó của họ là họ chấp nhận cái sự mất mát đó, chấp nhận cái sự yếu kém đó, chấp nhận cái sự hư hao đó. Họ chấp nhận được, họ không cố gắng phải trở thành một cái người lúc nào cũng có những điều kiện tối ưu hết, cho nên rất là khỏe, rất là thoải mái. Mình nhìn những cái người thông dong tự tại không phải tại vì họ không có những khó khăn, họ có rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ chấp nhận được, họ đồng ý cho những cái khó khăn đó sống chung với họ. Và để làm được điều đó thì buộc bạn phải có một cái nội lực, inner power, có một cái sức mạnh ở bên trong. Mà muốn có được sức mạnh bên trong thì một trong những cách tốt nhất đó là bạn nên thường trực đem tâm trở về với hiện tại, quay vào bên trong thay vì bạn hướng ra bên ngoài. Rồi trước giờ là thói quen của chúng ta là lúc nào cũng hướng ra bên ngoài để ý người này người nọ, nhận xét, đánh giá, phê bình, hướng tới những điều kiện xảy ra xung quanh coi thuận lợi hay là trái nghịch. Chúng ta ít có cơ hội quay vào bên trong, và chúng ta cũng không biết những cái kỹ thuật nào để quay vào bên trong. Thì thiền chính là quay vào bên trong. Nếu mà định nghĩa thiền là gì, bằng một cụm từ tiếng Việt cho dễ hiểu, đó là quay vào bên trong. Quay vào để làm gì? Để tìm hiểu, để khám phá và để vượt qua những cái phiền não của chính mình. Tại vì tâm mình là cái cơ quan đầu não để nó quyết định nên cái giá trị của hạnh phúc hay là khổ đau. Mà mình gần như là không có hiểu gì về tâm của mình hết. Mình tưởng chừng như hiểu nhưng mà kỳ thực là không hiểu, không hiểu bao nhiêu về chính mình hết. Thì thiền tập là quá trình quay trở vào bên trong để tìm hiểu chính con người thật của mình. Mà bước cơ bản đầu tiên đó là đem tâm trở về với hiện tại. Ở trong truyện Kiều có hai câu tôi rất thích, đó là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Khi mà Kim Trọng qua thăm Thúy Kiều trước khi về thọ tang cho chú, thì Kim Trọng đã nói như vậy. Bây giờ rõ mặt đôi ta. Tức là bây giờ chúng ta hãy nhìn nhau cho tận mặt, cho kỹ. Biết đâu rồi mai này chỉ còn gặp nhau trong giấc mơ mà thôi. Và đó có thể là một cái lời, một cái điềm báo. Để rồi sau này Kim Trọng tuy còn gặp lại Thúy Kiều nhưng mà là một con người khác. Thúy Kiều đã là một con người khác, mà Kim Trọng cũng là một con người khác. Tại vì tâm thức con người biến đổi liên tục, không có giờ phút nào giống giờ phút nào hết. Nhưng mà cái câu này có một cái điểm mà chúng ta cần chú ý, đó là bây giờ rõ mặt đôi ta. Thì chúng ta muốn mượn cái hình ảnh giữa Thúy Kiều và Kim Trọng làm một cặp để chúng ta sử dụng cho cái bài thiền tập của mình. Khi mình tiếp xúc với đôi chân của mình cũng có nói là bây giờ rõ mặt đôi ta. Mình với đôi chân mình là một cặp, và chỉ có đôi ta thôi.
không cho người thứ ba chen vào. Chỉ có mình và đôi chân khi mà mình bước đi. Chỉ có mình và cánh tay của mình khi mình sắc cà rốt, khi mình chải răng, khi mình tắm rửa, khi mình dọn dẹp. Bàn tay mình rất là màu nhiệm. Đụng tới cái gì nó thành ra một cái sản phẩm rất là đẹp, rất là có giá trị. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ để ý tới sản phẩm mà mình không để ý tới cái bàn tay của mình. Và mình để cho bàn tay mình hoạt động rất là cực lực. Thì bây giờ mình thiết lập một đời sống tỉnh thức. Thì khi mình sử dụng tới đôi tay là phải để ý tới đôi tay. Cảm nhận đôi tay. Thả lỏng đôi tay. Và khi bạn có sự chú ý, có sự quan sát, có sự thả lỏng như vậy, thì đôi tay bạn đỡ cực lực, đỡ đành. Mà nó có sự tập trung cao độ để tạo ra những cái giá trị hoàn hảo nhất. Bạn thấy là khi bạn làm cái gì mà có sự chú tâm hết lòng ở trong đó, thì cái đó nó trở nên hoàn hảo, tốt nhất có thể. Khi bạn ngắm một đóa hoa nở, thì bạn với đóa hoa là một cặp. Khi bạn nhìn dòng sông, bạn với dòng sông là một cặp. Khi bạn ngước nhìn áng mây, thì bạn với áng mây là một cặp. Khi bạn làm việc với mẹ bạn, thì mẹ bạn với bạn là một cặp. Khi bạn nói chuyện với sếp, bạn với sếp là một cặp. Khi bạn làm việc chung với đồng nghiệp, thì những người đồng nghiệp của bạn với bạn là một cặp. Bản thân của đối tượng đó đã có tính chất nuôi dưỡng chúng ta rồi. Khi mình ý thức sự có mặt của đối tượng đó, mình quý giá cái sự có mặt của đối tượng đó, thì bản thân đối tượng đó đã nuôi dưỡng mình rồi. Huống chi đối tượng đó là một cái cớ, là một điều kiện để giúp tâm chúng ta có mặt. Nhờ quan sát đối tượng mà tâm chúng ta mới có mặt được. Cho nên khi bạn quan sát một đối tượng mà bạn quan sát đường nét chi tiết luôn, thì sự có mặt đó càng mạnh, càng vững. Và khi bạn làm bất cứ một cái gì, kể cả bạn tập yoga, bạn tập thể dục, bạn rèn luyện thể lực, bạn tập võ thuật, bạn viết thư pháp, bạn làm bất cứ cái gì mà chỉ có bạn với đối tượng đó, thì nó sẽ đạt tới đỉnh cao của sự luyện tập đó. Giống như khi bạn viết calligraphy, viết thư pháp, mà bạn đạt tới một cái trình độ là chỉ có bạn và cây bút thôi. Giống như là khi bạn sử dụng kiếm, chỉ có bạn với kiếm thôi. Thì người ta gọi là thiền kiếm là vậy. Tức là chỉ có một cặp đang tồn tại. Và một cặp đó bắt đầu nó hợp nhất từ từ. Và cuối cùng chỉ có một cái kiếm nó đang hoạt động mà thôi. Thì bạn sử dụng cây bút cũng vậy. Khi bạn với cây bút mà bạn ý thức được chỉ có bạn với cây bút đang tồn tại và lõi những cái rác rến ở trong đầu ra. Mình sợ cái chữ này nó có đẹp hay không, nó nghiêng bên này hay nó ngã bên kia, rồi nó đá chỗ nọ. Cái sự phân tâm đó, cái sự lo lắng đó thì nó phá hỏng đi cái công trình của bạn. Và điều này nó đúng với tất cả mọi trường hợp. Cho nên bạn phải quyết tâm luyện tập làm sao để mà lúc nào cũng có thể tiếp xúc với đối tượng ở cái mức trọn vẹn nhất trong khả năng có thể. Dĩ nhiên là bạn có thể làm được 1-2 phút đầu, rồi sau đó những cái rác rến nó lại tụ trở lại. Lại tiếp tục lo lắng, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục tưởng tượng, tiếp tục nghi ngờ, tiếp tục sợ hãi. Rồi bạn lại dùng ý chí để mà nhắc nhở mình trở về tiếp xúc đi, trở về tiếp xúc đi. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó trở thành cái công phu của bạn. Công phu của bạn nằm ở chỗ đó. Tôi có thể tóm gọn cái bài thực tập của chúng ta bằng 3 câu như sau. Các bạn cố gắng ghi nhớ. Câu thứ nhất đó là: ta đang làm gì đây? Hay là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Câu thứ nhất đó là: ta đang làm gì đây? Hoặc là ta đang tiếp xúc làm gì và tiếp xúc với đối tượng nào đây? Thí dụ như khi mình đang chải răng thì mình tự nhắc nhở, khi cái tâm mình nó chạy lung tung thì mình nhắc nhở là mình đang làm gì đây? Thì lúc đó mình sẽ tự có câu trả lời là:
mình đang chảy răng. Mà nhiều khi không cần câu trả lời bằng lời, tự hỏi là đã có câu trả lời rồi. Tức là khi mình hỏi là mình mới nhận ra được cái tình trạng của mình, đó là đang phóng tâm. Cho nên mình đem tâm mình trở về bằng cách là mình cảm thụ trực tiếp vào trong cái đối tượng, đó là hành động đang chảy ra. Vậy thì câu thứ hai đó là ta có đang làm hết lòng không? Hay là ta có đang tiếp xúc hết lòng không? Và câu thứ ba luôn, đó là đối tượng ấy như thế nào? Đối tượng hay là công việc đang như thế nào? Câu thứ hai có cái từ là hết lòng, tức là mình kiểm tra coi là mình có bao nhiêu phần trăm, có đủ 100% để mà mình tiếp xúc đối tượng đó hay không. Có nhiều khi mình đang ăn và mình không biết mình đang ăn, cho nên là mình đã nhắc nhở mình quay trở về để mà cảm nhận cái việc mình đang ăn. Nhưng mà nhiều khi mình cảm nhận nó cũng rất là sơ sài, lấy lệ, cảm nhận cho có. Cho nên mình phải kiểm tra một lần nữa là cảm nhận hết lòng không? Mình có ăn hết lòng không? Ăn hết lòng là ăn sao? Tức là tập trung ăn, không suy nghĩ gì hết. Chứ phải ăn hết lòng là ăn thật nhiều ha? Ăn thiệt tình đi. Cho nên là ăn mấy tô gọi là ăn hết lòng, mình không có ý đó. Ăn hết lòng tức là trong khi ăn chỉ có tiến trình ăn diễn ra, mà không có những cái rắc rến nó túm lấy mình, hay là nó làm ảnh hưởng tới mình. Thì có nhiều khi nó diễn ra có 70%, 80%, 90% hay là 100%. Ở đây nó không cần một con số chính xác, cần một cái ước lệ, một cái ước tính là nó ở khoảng chừng nào thôi. À, mình chỉ đang cảm thụ chừng 50%, tức là tâm mình đang có mặt ở đây khoảng 50%, tức là lúc có lúc không nó chập chờn. Nhưng mà bây giờ mình xác định là tâm mình nó đã có mặt 100%. Tại vì khi mình muốn tìm hiểu nó đang có mặt bao nhiêu phần trăm thì tự động tâm nó sẽ trở về đầy đủ. Vấn đề còn lại là làm sao để mình duy trì cái sự có mặt đó đầy đủ liên tục. Vì vậy cho nên trong cái sự thực tập của chúng ta đó, Đức Phật nói là nó cần có 5 cái yếu tố. Một đó là tín, thứ hai đó là tấn, thứ ba đó là niệm, cái thứ tư đó là định, và thứ năm đó là tuệ. Cái này ở trong Phật học gọi là ngũ lực, năm sức chuyển hóa. Thì khi chúng ta thực tập một cái gì thì chúng ta phải có niềm tin vào cái sự thực tập đó. Tại sao mình thực tập điều này? Tại sao mình lại thực tập thiền? Thí dụ như trong phần thực tập thiền ăn thì bạn phải có niềm tin rằng thiền ăn sẽ giúp cho bạn ăn ngon hơn. Nó giúp cho bộ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt. Nó giúp cho bạn cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn. Và bạn đã từng trải qua kinh nghiệm thiền ăn rồi. Với cái niềm tin này thì bạn sẽ thực tập tốt những buổi thiền ăn sắp tới. Thì trong cái sự thực tập nó phải có một niềm tin rất là mạnh mẽ thì mới thực tập được. Ví dụ như thiền đi, tại sao bạn phải đi chậm để cảm nhận bước chân? Tại vì đi như vậy thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thư giãn, thoải mái. Và khi đi chậm rãi, khoan thai như vậy, bạn bắt đầu ý thức ra cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có là bạn có được đôi chân. Và khi bạn đi từng bước mà bạn cảm thụ rõ rệt thì tâm bạn nó có mặt trong hiện tại. Và với tất cả những cái lợi ích đó và bạn đã quyết tâm thực tập thiền đi ở mọi lúc mọi nơi, như vậy là bạn đã có được cái niềm tin, tức là tín là niềm tin. Kế tiếp nó cần có một chất liệu, đó là nỗ lực liên tục, gọi là tấn. Tấn hay là tiến, tinh tiến hay là tinh tấn, phải nỗ lực liên tục. Chứ còn nếu bạn chỉ có nửa giờ ngồi thiền mỗi ngày thôi đó thì nó không có đủ thiếu gì để làm thay đổi được con người của bạn, hay là làm giảm bớt những cái năng lượng tiêu cực mà bạn đang có. Cho nên muốn trở thành một cái người thực tập thiền thật sự thì bạn phải có sự nỗ lực liên tục, phải quyết tâm hành thiền liên tục. Cho nên lúc nào mà bạn nhớ ra là phải nhắc nhở mình thực tập liền. Trở về giây phút hiện tại đi, cảm nhận đi, đang cảm nhận cái gì đó, bạn đang làm cái gì đây, bạn đang nấu ăn, bạn đang sắt gọt, bạn đang lau chùi, bạn đang tắm rửa, thậm chí là bạn đang nói chuyện trên điện thoại, bạn phải biết điều đó. Kế tiếp là bạn kiểm tra xem là mình
nói chuyện trên điện thoại có hết động không? Nếu mình đang ngồi nói chuyện với một người nào đó, có nhiều khi mình nói chuyện rất là hào hứng, rất là sôi nổi, tại vì mình thích người đó. Hoặc là cái câu chuyện giữa mình với người đó nó mang lại một cái cảm giác thoải mái dễ chịu nào đó cho mình, cho nên mình đã nói chuyện rất là sôi nổi. Và nhiều khi cái sự sôi nổi đó nó mất luôn sự kiểm soát. Ở đây chúng ta không cần sự sôi nổi, chúng ta cần sự hết lòng. Tại vì có những đối tượng mình nói chuyện cho có lấy lệ, nhất là cuộc điện thoại của gia đình. Nhiều khi gọi hoài chán, thành ra nói trả lời cho có lấy lệ để rồi cúp điện thoại. Hoặc là những cái người mà mình không thích, những cái người không mang lại cái quyền lợi thực tiễn cho mình, cho nên là mình đã cố gắng nói cho xong, nói lấy lệ. Đó là một cái trạng thái, đó là mình làm ở trong nhà thiền gọi là hư tâm. Bạn làm hư tâm của bạn, tức là làm mình tự thiết lập ra một cái cơ chế ở trong tâm á, nó bị lỗi, nó bị sai sót, và cái lỗi này nó sẽ làm cho bạn không có bình an và hạnh phúc được. Tôi đóng vai, tôi đang làm công tác tư vấn tâm lý, và thí dụ như những cái buổi thực tập và sau khi kết thúc thì một số người tới muốn mình phản đáp với họ, muốn mình tư vấn cho họ, nhưng mà cái thời gian nó ngắn quá cho nên mình không có thể trả lời một cách đầy đủ trọn vẹn nhất được, hoặc là phải tới giờ về rồi mà lại có người hỏi, tại vì tôi phải đi về, cái chuyến xe nó có giờ hẳn rồi cho nên mình phải đi liền. Mà nếu mà mình trả lời gấp gáp như vậy đó, có thể người ta sẽ hiểu lầm, hoặc là mình sẽ nghe không có hết những cái chia sẻ của người khác, cho nên tôi đành phải khước từ, tôi nói là xin lỗi là không thể nghe tiếp được nữa, bây giờ phải đi, hoặc là bây giờ có quá nhiều việc phải giải quyết cho nên là không có đủ tập trung để mà nghe hết câu chuyện này, thì tôi xin hẹn là lần khác, xin lấy một cái hẹn khác. Thì như vậy nó không làm cho mình bị hư tâm, tại vì nếu mà mình cố gắng ngồi nghe mà mình không có thật sự nghe nổi, không có chú ý lắng nghe, thì mình sẽ làm hư hao đi cái khả năng lắng nghe mà cần thiết phải có của một nhà tâm lý trị liệu. Một người làm công tác tâm lý trị liệu là phải có khả năng nghe rất là giỏi, mà giỏi ở đây cái điều kiện cơ bản là phải nghe cho hết lòng. Mà trong cái nghe hết lòng này là bạn nghe giống như là lần đầu được nghe, nghe một câu chuyện hoàn toàn mới toang, bạn không biết gì về nó hết, bạn hấp thụ một cách trọn vẹn, chứ bạn không có suy đoán. Nhiều khi người ta mới nói có mấy câu, cái bạn nhớ câu chuyện của người nào đó tương tự câu chuyện này, cái bạn tưởng câu chuyện này cũng giống như câu chuyện kia, rồi bạn lại kết luận câu chuyện này cũng chính là câu chuyện kia, thì đó là cái khả năng nghe nó bị yếu, bị sai sót. Vậy thì khi bạn làm một cái gì cũng vậy, khi bạn ăn, khi bạn nói, khi bạn hành động, khi bạn nghe, khi bạn tiếp xúc với bất cứ cái gì cũng phải đặt cái sự hết lòng. Bạn làm việc ở trong công ty, nhiều khi một ngày như vậy là 10 tiếng hay là nhiều hơn 10 tiếng có thể làm cho bạn mệt. Và buổi sáng thì bạn làm khá tốt, buổi chiều thì bạn làm tệ hơn, tại vì năng lượng nó cạn dần. Vậy cho nên là bạn làm một số việc buổi chiều bạn giải quyết một cách qua loa, hay là làm cho có, làm lấy lệ, thì cái này nó sẽ đem tới sự thiệt thòi cho bạn nhiều nhất. Mặc dù là cái sản phẩm bạn tạo ra là cả tập đoàn, cả công ty đều chịu ảnh hưởng, nhưng mà cái người chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó là chính bạn. Là tại vì bạn đang luyện tập cho mình một cái thói quen sơ sài, lơ đễnh, hờ hững, vô tâm. Và với cái kỹ năng đó, với cái thói quen đó, khi bạn đặt vào cái môi trường hạnh phúc gia đình thì bạn hoàn toàn thất bại. Vậy cho nên là chúng ta đang cố gắng xây dựng cho mình một cái kỹ năng, đó là làm cái gì phải hết lòng với cái đó, tiếp xúc với cái gì phải tiếp xúc cho nó hết lòng hết dạ. Còn nếu mà cảm thấy mình không thể làm điều đó một cách trọn vẹn thì từ chối bớt. Câu thứ ba mà bạn cần kiểm tra đó là cái đối tượng hay là cái công việc mà mình đang tiếp xúc đó, nó như thế nào. Hai câu đầu là bạn kiểm tra chính mình, câu thứ ba là bạn kiểm tra đối tượng. Thí dụ khi bạn thở thì bạn kiểm tra coi xem hơi thở của bạn như thế nào. Hơi thở của bạn như thế nào cũng được, bạn không cần phải điều khiển hay là sửa đổi hơi thở của bạn phải như thế này hay là như thế kia. Ở đây là bạn cần xây dựng cho mình một khả năng quan sát tường tận, chi tiết, chính xác về một đối tượng. Còn đối tượng nó như thế nào kệ, không quan trọng. Cho nên hơi thở của bạn nó có ngắn, có dài cũng không sao, nó có hỗn hển, nó có mịn màng cũng kệ. Quan trọng là bạn ghi nhận được tiến trình đó, biết rất rõ về đối tượng, bạn đang luyện tập kỹ năng đó. Vậy thì để làm được điều này thì bạn phải giữ cái tâm của mình nó thuần khiết, nó trong sáng, thì nó mới ghi nhận một cách đầy đủ và chi tiết được.
Chứ còn bạn nói mới nhìn qua biết rồi, sống mấy chục năm có gì đâu không biết. Cho nên là mình quan sát rất là sơ sài, rất là cẩu thả. Và mình quan sát bằng cái thành kiến cũ, tức là mình nghĩ mình đã biết về cái đối tượng đó rồi. Cho nên là cái cách kiểm tra, cái câu thứ ba là nó kiểm tra về đối tượng. Khi bạn cắm một bình hoa thì bình hoa đó như thế nào rồi? Khi bạn nấu một bữa ăn thì thức ăn như thế nào rồi? Khi bạn nói chuyện với người đó thì người đó bây giờ như thế nào rồi? Là bạn cần biết rõ về đối tượng. Thì cái chữ tinh tấn ở đây nó có nghĩa là cái tâm mình nó phóng đi, ráng kéo về. Nó phóng đi, cố gắng, siêng năng, chịu khó, đưa nó trở về. Còn nếu mà bạn cho đi tuốt luốt luôn á, thì coi như là bạn không có đắc công phu, không có thành tựu được cái năng lượng thiền tập của mình được. Trong giờ ngồi thiền cũng vậy, nó cần có cái sự tinh tấn. Tinh tấn đây không có nghĩa, chỉ có nghĩa là bạn xách gói đi ngồi thiền đúng giờ mới gọi là tinh tấn. Hay là một ngày ngồi thiền 2-3 giờ thì gọi là tinh tấn. Tinh tấn đây có cái nghĩa sâu sắc hơn. Ở trong thiền tập, tinh tấn có nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, hay là luôn luôn giữ sự tỉnh thức. Mỗi lần tâm mình nó phóng đi về quá khứ hay là đi về tương lai, là chịu khó đem nó trở về với hiện tại và tìm cho nó một đối tượng để đặt nó vào. Thì những đối tượng mà nãy giờ chúng ta liệt kê, trong đó có thân thể chúng ta, từng bộ phận trên thân thể. Bạn muốn đặt nó vào mắt, vào môi, vào toàn gương mặt, vào đôi bờ vai, hay là đặt vào hơi thở. Hoặc là bạn có thể đặt nó vào bước chân khi bạn đang đi, bạn có thể đặt vào cánh tay bạn khi bạn đang làm một cái việc gì đó. Thậm chí bạn có thể đặt nó vào cái giọng bạn đang nói. Khi bạn đang nói, bạn ý thức bạn nói cái gì, cách bạn phát âm tròn vành rõ chữ, bạn nghe rõ cái giọng của mình ngân ra, ngân vang, hay là bạn có thể biết được mình sử dụng câu cú như thế nào, biết rõ âm lượng của cái giọng mình đang nói, nghĩa là bạn đang thiền tập, nghĩa là bạn đang có một đối tượng để mà đặt cái tâm của mình vào. Thì Đức Phật đề nghị chúng ta đầu tiên là hãy mượn thân thể của mình làm một đối tượng để quan sát. Ngoài ra mình có thể mượn một đối tượng khác để quan sát, đó là những cảnh vật xung quanh, những đối tượng, những sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh. Thí dụ bạn ngắm một đóa hoa, hay là bạn mượn cái tách trà, hay là bạn nhìn vào ngọn nến, hay là bạn nhìn em bé, bạn nhìn bất cứ một cái vật thể nào, bạn cũng có thể mượn nó để làm một cái đề tài để thực tập, là một đối tượng để thực tập. Thí dụ khi bạn mở vòi nước mà bạn thấy tâm của bạn nó suy nghĩ lung tung quá trời quá đất, thì bạn tự nhắc nhở mình là thôi hãy cảm nhận cái vòi nước đi. Và bạn đưa tay tới, cảm nhận cái tay mình chạm vào vòi nước và mở cái vòi nước, bạn cảm nhận nước nó tràn trên tay của bạn. Bạn chỉ có sự cảm nhận. Nếu bạn duy trì sự cảm nhận đó thêm một chút nữa và thêm một chút nữa, cái đó chính là sự tinh tấn. Thì nó sẽ tạo ra một cái lực, càng lâu thì nó tạo ra một cái lực gọi là định lực hay là niệm lực.